Đây là ảnh cưới của hoàng tử Khon và công chúa Zita vào năm 1911. Chỉ vài năm sau đó, họ đã trở thành hoàng đế và nữ hoàng. Sau cái chết của người chú là thái tử Franz Ferdinand, bị ám sát vào năm 1914. Vụ ám sát gây chấn động và khơi mào cho chiến tranh thế giới thứ nhất. Khon kế vị ngai vàng vào năm 1916. Sau cái chết của ông nội, hoàng đế Franz Joseph, Khon cũng là vị vua cuối cùng thuộc nhà Habsburg Lorraine cai trị Éo Hungary. Nhiều người coi ông là vị hoàng đế yếu đuối, trong khi số khác coi Khon là một nhân vật dũng cảm và đáng kính, bởi ông đã cố gắng ngăn chặn cuộc chiến mà đế chế của ông đang bị chìm đắm. Anatoly France, tiểu sử gia người Pháp, đã nói về Khon: cuộc chiến không hồi kết này là tội ác. Điều ghê tởm là họ không muốn kết thúc nó. Không, rõ ràng họ không muốn. Hoàng đế Khon đề nghị hòa bình. Anh ta là người tử tế duy nhất xuất hiện trong cuộc chiến này, và anh ta không được lắng nghe. Hoàng đế Khon chân thành mong muốn hòa bình nên bị cả thế giới khi ấy khinh thường. Các nhà lãnh đạo giáo hội công giáo khi ấy đã ca ngợi Khon vì đã đặt đức tin Kitô lên hàng đầu trong việc đưa ra các quyết định chính trị và vai trò của ông là người hòa giải trong chiến tranh thế giới thứ nhất, đặc biệt là sau năm 1917. Khon được giáo hội coi là vị hoàng đế của hòa bình. Vào năm 2004, giáo hoàng Gioan Paolo II tuyên bố Khon là chân phước. Ngài cũng đã tuyên bố ngày 21 tháng 10, ngày Khon kết hôn với công chúa Zita vào năm 1911 là ngày lễ của Khon. Vợ ông, một vị công chúa sùng đạo, cũng được tuyên là tôi tớ chúa, bước đầu của quá trình phong thánh. Sau nhiều bất ổn chính trị, gia đình của Khon đã phải lưu vong đến đảo Madeira. Sức khỏe của Khon sớm yếu đi do khí hậu, nó nhanh chóng trở nên trầm trọng thành bệnh viêm phổi. Một phần vì điều kiện y tế ở đây không đủ, một số đứa trẻ của họ và nhân viên cũng đã bị ốm. Và Zita, lúc đó cô đang mang thai 8 tháng, đã giúp chăm sóc tất cả họ. Khon suy yếu và qua đời vào tháng 4 năm 1922 ở tuổi 34. Sau đám tang của ông, một nhân chứng đã nói về Zita: người phụ nữ này thực sự rất đáng được ngưỡng mộ. Cô ấy không mất bình tĩnh dù chỉ một giây. Cô ấy chào mọi người ở mọi phía và sau đó nói chuyện với những người đã giúp đỡ gia đình cô ấy. Gia đình nhỏ khi ấy có 7 người con và cô đang mang thai đứa con thứ 8. Zita đã luôn mặc đồ tang màu đen trong suốt 67 năm sau đó của cuộc đời mình. Lời cuối cùng mà hoàng tử Khon nói với công chúa Zita: anh yêu em nhiều lắm.